nghìn con một khay. À 300 một khay. Giá cả có trên website hết anh ơi. Giá cả giống thu mua bao tiêu từ lâu năm rồi từ 2000 để tươi đến giờ giống nhau nhé. Được anh ạ. Vâng, được. Vâng, năm khay là chỉ dương. À, cái vỉ trứng đấy cũng được hoặc là cành lá đều được anh ạ. Cành lá trứng phơi khô đều được. Vâng. Vâng. Vâng, chuyển khoản xong thì báo cho em. Vâng, các gói cao hơn là gói 3, từ 3 triệu trở lên anh nhá. Có định mức bao tiêu em đây đang quay thu mua tắc kè của khách đây, thu mua em vừa quay đây em mắc lên cho anh xem nhá. À, nên kênh YouTube ấy, xong rồi anh xem để nghe thì tiếng của anh đang nói này. Và à thế ạ, thế thì anh phải vào website, vào các kênh YouTube nhà em, anh xem, em mở ra anh xem trên máy tính nhá. Và Chí Linh. Vâng. Vâng vâng em biết rồi, sau đó Chí Linh Hải Dương. Vâng vâng vâng, được rồi, cứ nhắn địa chỉ cho em. Anh ơi, nhắn đi. Lúc nào là chuyển xong thì nhắn địa chỉ em gửi. Tất cả các bến xe đều được hết. Vâng, em nhé. Nó bảo là dùng cái này dùng gì không? Đừng dùng gì không? Đừng nhắn ra em tìm, chỉ nhắn dùng Zalo rồi. Mày không nhắn được thì chị cũng là không ấy thì gửi bằng cái kia, đâu nó không giả. Đoạn, rồi chúng mình hỏi ra. Mà cái tin mà sáng nay chị gửi được cũng nằm ở đâu luôn. Đây này. Không, nhưng cái tin mà chị gửi sáng nay để cái bà người thay ý. Dạ. Chẳng biết nó nằm ở đâu luôn, chị đừng chơi chỗ này đi, hết đố em. Thế thì nhắn vào tin nhắn nhá. Nhắn vào tin nhắn nhá. Rồi. Gửi bây giờ là gửi gì đây? Bên Hải Phòng. Bên Hải Phòng à? Thế còn chị đấy là ở đâu nhỉ? Mười khay đấy là ở trên Lục Yên. Yên Bái à? Xe gửi rồi đúng không? Đây đang nhắn xe cho khách nhỉ? Đây đang nhắn cho khách nhưng không hiểu gì thì nó không đâu rồi. Thì ra anh bảo chị gửi xe. Ở trong máy kia có mà, ở trong máy kia. 663. Được rồi, để vào chụp ảnh gửi cho khách luôn là được mà. Cứ để trong đây, máy kia em gửi cho khách luôn. Đưa đây. Đánh dấu số mà. 663. Cuối là dưới 12 giờ. Gửi cho chị. Rồi, cứ rồi. Chạy sân gửi và thu hàng hàng ngày cho bà con trên toàn quốc để được biết thêm tham khảo về chăn nuôi, về tắc kè, bọ cạp, dế mèn. Tôi bao tiêu cấp giống cho bà con toàn quốc và thu mua lại tắc kè thương phẩm, dế mèn thương phẩm, bọ cạp thương phẩm. Kia là một thùng hàng tắc kè mà khách hàng chăn nuôi mà gửi về cho trang trại Thanh Xuân. Đấy, cái sản phẩm sau khi chăn nuôi thì khách hàng gửi về để bán về cho trang trại Thanh Xuân. Thì bà con thu nuôi ra có sản phẩm thì chúng tôi sẽ thu mua lại. Đây là gửi đi phòng. Các thùng hàng được xuất hàng ngày liên tục cho khách hàng. Các kênh YouTube là trang trại Anh Xuân, được kênh 1 đến kênh 5.